Vâng, thân ái xin chào các bạn, chào tất cả các anh em. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn giới thiệu với các anh em chúng ta một đôi loa đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là đôi loa Sony. Đôi loa Sony này cũng là thuộc cái dạng đàn anh của cái dòng Sony G này, cực kỳ lớn, khủng luôn. Con này G7 thì con G9 là hết rồi. Rồi con có G5 nha. Nhưng mà con này là con G7, G9 thì gần như là tuyệt chủng á. Còn con G7 này, G7 này về về kích thước của nó thì chiều rộng nó 50 51 cm, chiều sâu nó 43 cm và chiều cao của nó là 95, gần 1 m luôn. Đôi loa này còn thân nó gỗ lặng khá là đẹp, thân gỗ lặng và mặt trước của nó thì có những cái hình caro này, hình caro những cái thời kỳ trước, những thập niên của 70 của thế kỷ trước đó, đôi này sản xuất năm 70 này. Mà người ta bên nhất đất nước tiên tiến người ta đã dùng những cái máy CNC để cắt những cái này rồi, cắt những cái ô vuông này, nó có tác dụng là nó tán âm âm rất chuẩn nha. Và đôi loa này về cấu hình của nó là ba quay, một bắt 40, một mid và một chép, mid đôm chép đôm nha. Cái lưới của nó cũng rất là hầm hố này, lưới rất đẹp, cái vải này còn vải từ vải nguyên zin của nó luôn đấy, nhìn nó cũ à, nhìn nó cũ. Anh em nào thích mới thì khi lái thì mình ưng thay mới thì thay, còn mình để cũ như vậy đấy, cái lưới còn cái bên này luôn, mình lấy luôn cái bên này ra, lấy luôn cái lưới bên này ra để xem luôn. Đây các bạn xem này, đôi loa khá là đẹp phải không? Mình để tầm xa để các anh em nhìn được cái đôi loa. Rồi bây giờ về cái màng của nó, màng lỗ bách, hai cái màng lỗ bách cực kỳ là trùng màu đẹp luôn. Màng vải à, màng giấy, xin lỗi các bạn, màng giấy viền vải, cái trắng trắng này là bụi này, bụi này. Màng giấy viền vải tẩm dầu, mũi khá là to. Rồi các bạn xem luôn cái bên này này, đấy cái đôi này khá là đẹp các bạn nhé. Đôi này chơi karaoke chơi nhạc thì cũng được hết. Mình quay cái loa để các bạn chúng ta nên chúng ta cùng 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 xem nó này. Đây hai cái màu giống nhau nha, tại vì ánh điện cái đèn bóng đèn bên này. Rồi coi coi xem phía sau này, xem phía sau của nó đấy. Cái này công suất của nó là nè, Sony model SSG7 8 ohm và con này 100W này, chơi maximum là 100W này, chơi karaoke vô tư nha. Chơi karaoke vô tư. Máy in da bằng. Rồi, chúng ta xem tiếp phía bên cái hông bên này. Đây các bạn, đây. Cái loa khá là đẹp ha, mịn mỹ mãn, vuông thành sắc cạnh này, đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng Quý Nguyễn cho đôi loa nằm xuống xem phía bên trong rồi thắt của nó nha. Vâng, bây giờ Quý Nguyễn cho đôi loa nó nằm xuống và chúng ta cùng khám phá phía bên trong này. Những cái dòng loa Sony nếu mà G7 này còn có hai dòng các bạn nha. Một dòng là cũ cũ từ Biritic, một dòng cũ từ Anico. Trên cụ cụ từ dòng này là cụ từ nó là cụ Anico và cái phân tầng của nó rất là khủng. Con phân tầng của nó, phân tầng có một cái khối cục phồng giống như AR. Bây giờ các bạn xem này, loa loa cực kỳ đẹp Sony, bass này rất lớn 380W này. Những cái loa Sony này mình chơi vừa chơi nhạc vừa chơi karaoke cũng rất tốt ha. Này bây giờ cái mình xem luôn cái bass bên này. Đây, 380W này. Made in Japan này. Rồi các bạn xem cái mic và cái chép. Cái mic và cái chép nó nằm ở trong một cái hờ miếng miếng hợp kim này. Mic Sony còn cái bông tiêu âm này. Chép này. Đây. Tất cả đều zin, zin. Đây, cái này là cái chiếc áp để điều chỉnh bắt chét. Các bạn xem cái bên này này, đây đồ nó mới kèm còn 7 màu luôn,
rất đẹp phải không? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta so phía cái phân tầng nha. Mình làm sẵn để cho đỡ tốn thời gian. Bây giờ chúng ta lấy cái lò bạch ra để xem cái phân tầng. Rồi ok, chúng ta lấy hai cái lô bách ra nè. Vì chúng ta xem lại cái mặt lô bách lần nữa nè, cái màu của nó cực kỳ đẹp đó, mới toanh, dù mấy mươi năm rồi nó mới, viền nó là viền vải đẹp ghê luôn á. Đấy, rồi mình có màu phía bên này các bạn, đẹp đẹp không điểm trừ, rất đẹp luôn. Đây, bây giờ chúng ta soi cái phân tầng đây các bạn. Cái phân tầng nó hai đời, một đời là không có cục này nha, một đời phân tầng này không thôi, một đời này có cái cục sò bông này, cái này cái ly này đó. Rồi các bạn xem luôn cái bên này nè, tất cả dây nhựa giữa khá là đẹp. Đấy, cái phân tầng này còn nhiều tấm lắm, nhiều nhiều cái tấm đây này, có cái tấm tấm bông tiêu âm nữa, mình lấy ra này. Bên này có một cái nữa. À, bông còn đẹp luôn, ở trong một lớp vải như vậy, lớp lưới như vậy nha. Và bây giờ mình đóng lại nha. Vâng, sau khi xem xong nội thất và ngoại thất của đôi loa Sony G7, bây giờ xin mời các bạn cùng Quý Nguyễn nghe một ca khúc qua cái bao Karaoke A2. Con này rất là khủng này, Made in USA, mình ghép với một con rề này để mình giới thiệu luôn nè. Đấy, cái bao này các bạn chơi karaoke thì tuyệt vời, kể cả con này không đánh, không cần rề tiếng bách, đặc biệt karaoke thì tiếng bách con này rất hay. Đấy, bây giờ xin mời các bạn cùng nghe một bản nhạc nha. Người say không biết buồn.
Vâng, và đôi loa này Sony này có giá ra đây của nó là 18 triệu đồng và chiếc bao Crown XP2 2000W luôn. Crown Mỹ, xuất xứ Mỹ luôn. Con này cũng 18 triệu luôn. Hai con này đồng giá 18 triệu luôn. Vâng. Và cái đầu dây mã 6 triệu, đầu dây mã Sony 57ES nha. Vâng. Các bạn có gì tham khảo cứ alo qua số điện thoại ở trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.